Đấy mọi người, con lụa quay bây giờ đang lên màu rất là đẹp và bắt đầu lên đều màu, nó lên đều hết là chín luôn nhá mọi người. Và sau tầm 1 tiếng thì lượn quay bây giờ đã lên màu rất là đẹp đấy mọi người. Anh đang quét mớ để cho con màu óng ánh đẹp hơn mọi người nhá. Và anh cũng rất là nhiệt tình khi buổi trưa 12 giờ đã bắt đầu quay lợn để cho anh em mình được thì thưởng thức và review mọi người nhá. Vâng các bạn, sau hơn 1 tiếng thì bây giờ lợn quay đã chín và bây giờ anh bắt đầu cho ra lò đấy mọi người. Các bạn nhìn là màu ok chưa? Để màu rất là đẹp đây. Các bạn nhìn màu rất là đỏ au luôn. Cái này nó chảy mỡ ấy. Giòn cho mọi người. Mình với các bạn, sau khi anh đã mang ra lò thì bây giờ anh bắt đầu sẽ lấy nước chấm ở trong bụng lợn quay ra nhé mọi người. Đây là nước chấm ngon nhất khi các bạn dùng thịt lợn quay. Ăn gia vị khác lạ hơn. Cái này anh cho mỡ à chị anh? Lá mắm. Lá mắm mật là cái này anh băm nhỏ ra trước phải không? Hai chỉ. Anh thử áng chừng xem đến tầm đâu. Chắc là đủ 2 cân nhỉ. Anh có thể lấy ra bên ngoài này một tí này này, để đến đoạn này để nó không bị vỡ này. Đấy, lấy cái bên kia kìa, cho nó đấy không, nó đủ ra. Bây giờ anh bắt đầu lấy phần của ba chỉ ra nhá mọi người nhá.
39 thôi. Nếu cái này được. Bây giờ mang ra trên bàn này để chào tất cả mọi người. Đi vào trong em bỏ ra ngoài luôn nhé. Vâng. Trong túi nó yếu quá. Ok. Không nó có ấy, nó nóng quá. Ok, cái túi nó. Chặt cho ra ăn thử miếng. Ăn giòn đấy, ăn giòn đấy, ăn giòn đấy. Có ít nước chấm nữa là ok rồi đấy. Vâng, xin chào bạn, sau khi mình đã review xong cho bạn xem và đã chặt lấy tầm đây hơn 2 cân nha mọi người, anh em mình sẽ đi ăn review thử thức luôn. Và bây giờ mình sẽ ăn thử cho các bạn xem lượt quay ở đây khác gì với ở quê hương Văn Quan mình không nhá mọi người. Mình đã chan hết nước qua đây rồi để ăn ngon lắm mọi người ạ. Rất ngon mọi người ạ. Được quay là mỗi chỗ nó có một cái hương vị khác nhau, nên là các bạn đi đến đâu thấy được quay đâu thì các bạn dừng chân lại và thưởng thức lại một lần để biết nha mọi người nhá. Mình sẽ ăn một miếng bì, mình ăn thêm một miếng nữa bởi vì quá ngon mọi người ạ. Ăn hết đi mọi người nhá. Wow, rất ngon. Vâng, xin chào bạn, và mình đã vừa thưởng thức cho bạn xem lợn quay rất là ngon, và bây giờ mình sẽ tiếp tục di chuyển đến vào bên trong để tìm hiểu nha mọi người. Đường ở đâu đây? Đường nào nhỉ? Đi thẳng đây à? Xin chào các bạn nha, và hiện tại mình đang ở nhà cô dâu 62 tuổi quê của chú rể Hoa Cương nha mọi người nha. Bây giờ anh chị đang xây ở đây một nơi rất là đẹp. Ở bên dưới kia đang xây để thành một cái chỗ để có thể bơi được. Rất là đẹp nha mọi người.
Xin chào các bạn nhá. Trước mặt chúng ta chính là cô dâu 62 tuổi. Xin chào mọi người nhá. Hôm nay những tin đồn cô dâu 62 tuổi đã qua đời thì hôm nay mình xuống đây để xác thực cho các bạn rằng cô dâu 62 tuổi vẫn đang còn rất là khỏe mạnh và vẫn còn đang lao động rất là tích cực đấy mọi người. Đấy chỉ là những cái tin câu like câu view thôi nha mọi người. Hello, xin chào mọi người. Và sau vượt hơn 2 tiếng từ Lạng Sơn đến thành phố Cao Bằng thì bây giờ mình đã xuống đến nhà chị Chu Sa đấy mọi người. Thế là chị Chu Sa sau bao nhiêu ngày không được gặp chị ạ? Xin chào khán giả đấy ạ. Rồi, xin chào các bạn nha. Hôm nay là em muốn hoa hồi là làm ẩm thực ở Lạng Sơn thì mang ẩm thực lên là để cho chị nếm thử mùi vị và tí nữa ăn mình sẽ phát biểu cảm tưởng là còn thiếu những cái gia vị gì nhiều, có cần học hỏi nhau không đó, các bạn hãy theo dõi nha. Vâng, và bây giờ mình có mang xuống gọi là đặc sản Lượn Quay Lạng Sơn nha mọi người. Đây các bạn xem rất là ngon luôn, mình mua hẳn hơn 2 cân luôn nha mọi người, nó rất là thơm ngon. Xuống đây mình bắt đầu lại cho lên gọi là quay với chú quanh luôn nha, để ăn lúc còn nóng sẽ rất là thơm ngon, đặc sản của Lạng Sơn. Mình sẽ cho chị Chu Sao nếm thử ngon như nào nhé mọi người. Đó, và bây giờ xin cảm ơn em nha. Bây giờ là cũng muộn rồi, để chị tẩm ướp gia vị con và hôm nay vịt. Đây chúng ta tiếp đón mình bằng con văn chuẩn bị đang bắt đầu quay nhé mọi người. Và bây giờ chị đang cho công đoạn vào để gia vị cho vào trong con vịt để chúng ta bắt đầu quay luôn nhé mọi người. Khi mình tẩm ướp đủ các vị mình đã xếp sẵn ra đây, bây giờ mình sẽ cho tầm độ 1 thìa rượu nấm hương. Đó, mình ngâm rượu nấm hương mình cho vào cái lọ này. Đó, bây giờ là sẽ là trộn vào với nhau. Rượu nấm hương này có uống được không chị? Hay là chỉ không, chỉ để ấy thôi, để cho vào các gia vị. Mình sẽ cho thêm một ít hạt tiêu nữa. Trong này có hạt tiêu rồi, muối chẩm chéo có hạt tiêu rồi nhưng mà mình vẫn phải cho nó nhạy mùi lên. Đấy, em thấy cái mùi nó đã khác hẳn, cho rượu vào với lại ấy như này nó khác hẳn luôn. Bây giờ các bạn nha, mình sẽ cho tất cả các gia vị nhét vào trong bụng của con vịt. Xin chào tất cả các tình yêu, bạn xa gần, toàn cả thế giới xem nhà mình là đang làm cái gì. Đó, vịt tự tay mình nuôi từ lúc mới nở ra và cho đến bây giờ là hơn 4 tháng rồi. Vịt lội suối mà ngon như một con gà, béo vàng ươm luôn. Mình rất đây, là... Nhìn con vịt thích không mọi người? Trời ơi! Rất là bận nên là không có thời gian để là quay. Hôm nay là mới quay con vịt này là có động lực từ hai em trai đây nha, ở Lạng Sơn lên. Là bảo là hôm nay bắt đầu là cái bể bơi của mình hoàn thành rồi. Nhưng chưa làm cơm để khánh thành mời tất cả mọi người. Hôm nay rất là vui là được em Huấn Hoa Hồi và em Kim Khai Vi là cũng góp vui là mang đặc sản của Lạng Sơn về. Đây là món lợn quay Lạng Sơn cũng là nổi tiếng. Khi lên từ chiều hôm nay rồi nó sẽ bị nguội. Bây giờ lúc nào mà con vịt sắp được là mình sẽ quay cùng con vịt để cho nó giòn và nó mới ngon, nó thơm. Đó, và mọi người nếu như mà ai có dịp lên Cao Bằng đi du lịch, báo trước cho mình là mình sẽ chuẩn bị một là gà, hai là vịt, ba là lợn nha. Bye bye các bạn yêu. Xin chào các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của mình. Và hôm nay mình đang ở một nơi rất là xa xôi, ở núi rừng yêu thương nhé mọi người. Hiện tại là mình đang ở nhà của anh chị Thu Sa và Hoa Cương. Bây giờ đang là hơn 8 giờ tối. Bây giờ anh chị đang tiếp đón mình với món là vịt quay, đang rất là ngon, thơm ngon mọi người nha. Và mình cũng xuống đây thăm anh chị thì mình cũng mang đặc sản lợn quay ở Lạng Sơn xuống đây. Xin để, cảm ơn em Huấn Hoa Hồi. Để cho anh chị thưởng thức món lợn quay đặc sản ở Lạng Sơn thơm ngon như nào nha mọi người. Thì đứa hãy cùng mình tiến đến review và thưởng thức. Ôi nào, quay đi anh chị ơi. Đây, bây giờ là mọi người biết là mình hạnh phúc hay không là biết đấy. Nào,
Anh quay lên đây để em thơm cái môi đỏ của anh cái nào. Rất là tuyệt vời, rất là hạnh phúc nha mọi người. Đi quay vịt đi thơm nhau, xấu hổ. Hơi xấu hổ đúng không? Đấy ra mọi người, bây giờ anh Hoa Cường đang bắt đầu đang quay vịt đấy mọi người. Và quay vịt xong thì sẽ bắt đầu mình sẽ quay lại cái đùi lợn đấy nha mọi người. Bởi vì buổi chiều nó cũng khá là ấy nhá. Hâm nóng lại nha mọi người. Đặc sản Lạng Sơn nha mọi người nhá. Nó mới giòn cái ra. Ăn cần lông. Sống lông. Kéo rất nhiều luôn được. Anh đè xuống kia là kéo ra luôn. Đây, ok. Ok, bây giờ cho cái này vào luôn nè mọi người. Xem họ chán. Bảo thế thì mỗi lần hay làm kiểu gì. Đấy. Ok, chọc qua luôn nha mọi người. Ui giời ơi, cái này mới là con này. Đấy, xuyên rồi. Đấy, bây giờ mình... Ra hả chị? Em lấy này. Xuyên rồi đó. Anh thử lấy xuống em nó có vướng vào chân không? Không, chắc là không có. Nếu mà không muốn thì thôi nhá. Nếu mình phay úp nữa này. Dạ, nó không phay được à? Phải buộc cái chân vào à? Có cái sắt ở trong kia, đúng không? Sắt ly bé, có cái kéo. Hả? Sắt ly tận ở bên kia chỗ... Xong nha mọi người, bây giờ anh em mình sẽ mang vào bếp để chặt ra đĩa để anh em mà thưởng thức nha mọi người nhá. Cái này còn mềm em nhấc đỉnh đi. Em biết mà, ok. Wow, khá là ok đấy mọi người ạ. Vâng, xin chào các bạn, và bây giờ hãy cùng mình review anh Hoa Cường chặt món ẩm thực vịt quay và chân giò quay của Lạng Sơn nhá. Không cần đâu anh ạ, thế nào cũng để lên trên lá luôn. Rất là ok. Đó. Anh em mình ăn được tay. Cho nước vào đây. Vịt quay luôn nha mọi người nha. Đấy, tẩm ướp rất là nhiều gia vị đây mọi người. Gia vị này mà chấm thì hết nước chấm luôn anh em ạ. Ừ. Okay. Bị khô hết nước rồi. Em ạ. Vâng, xin chào các bạn, và bây giờ anh Hoa Cường bắt đầu chặt thành phẩm chân giò thịt lợn quay đặc sản ở Lạng Sơn nhé mọi người nhá. Đây chị Thu Sao đang ở bên cạnh để xếp thành một mẹt để anh em tí nữa review và thưởng thức luôn đấy mọi người. Xem là lợn đặc sản Lạng Sơn, mùi vị với lại vịt lội suối. Cái này đấy là cho mấy anh em là phải mỗi thằng con dao nhỏ ấy nha. Kiểu như ở Tây ấy, xẻo thì bò ăn. Còn này dao nhỏ xẻo là hợp lý nhất. Đây. Để anh về một thời gian con dao thêm.
Chặt nó nát hết lại mẹ. Nhà hàng chặt là cái bì nó cũng rời mà. Đúng rồi. Chặt xong họ bắt đầu mới xếp lên trên cho nó đẹp thôi. Đấy. Đấy. Đoạn này là ba chỉ đây nha. Đoạn này được. Anh đoạn này là chuẩn ba chỉ đấy. Chặt nhanh tay mà thế cũng được. Đấy. Bình tĩnh à. Kệ nó, không sao cả. Ngập mồm luôn anh em nhá. Cho tất cả mọi người review thưởng thức món lợn quay ở Lạng Sơn nhá mọi người nhá. Nốt cái này nhớ là anh em mình. Ok. Kệ nó. Rồi, bây giờ xếp lên đây. Em cứ thả vào, em khắc đi, khắc đi xếp, thả vào. Vẫn mà lên đều đều, anh Thành chặt thì nó quay rồi đấy. Thả ra mở một quán thì quay luôn nhỉ? Vâng các bạn, anh Hoa Cương vừa chặt xong một mẹt vừa có thịt lợn quay và vừa có vịt quay luôn nhá mọi người. Rất là ngon phải không mọi người? Anh ơi, cầm cái bát nước chấm lên rồi em ấy, bát nước chấm lợn ấy. Ăn ở dưới kia nhưng mà cầm lên đây để em rắc vào đây để cho nó đều. Thế này thì mình chỉ lấy cái lá của nó thôi. Rắc vào thì nó mới muôn hình muôn vẻ mọi người ạ. Chứ không phải là mình để ở đĩa thì mình không cần phải rắc. Nhưng bây giờ mình để ra mâm vậy thì cho vào thì nó đã là một cái phong cách nó khác nhau rồi mọi người nhá. Vâng, xin lỗi bạn. Bây giờ mình sẽ mang một mẹt ẩm thực này xuống để cho anh em review thử cho mọi người nhá. Đây. Nhanh em nhá. Đây mọi người. Đó. Đại Hoa Cương xem lấy cái gì. Xem chú lấy cái gì để làm. Ok mọi người. Bây giờ hãy cùng mình review thử cho mọi người. Và sau khi chúng ta đã review xong thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau với chị Du Sao anh Hoa Cương và cùng gia đình mình chúng ta thưởng thức và ăn bữa tối nha mọi người nhá. Mời mọi người ăn. Xin mời mọi người cùng gia đình mình ăn cơm cho nó ngon nha. Mọi người đông đi mọi người nhá, tính nhá. Dũng bấm cái đỏ đi cho mày. Dũng bấm cái đỏ đi cho mày. Mời nào, mời tất cả nào. Mời cháu và cả các cháu nhá. Mẹ uống tí là thôi, ít quá mẹ cùng bó uống. Mẹ uống phải mít luôn mới vại cơ. Mời tất cả mọi người cùng gia đình okay mình nhá. Hôm nay là mình khánh thành cái để cho anh em dưới anh em nhá. Món đây chú. Và cũng có dân đường phải cạn nhá. Hai em ở Lạng Sơn lên mà để thăm gia đình. Thôi, mời mọi người cùng tham quan cái bể bơi của mình xem như thế nào, cũng mang lên lợn quay đặc sản của Lạng Sơn. Thế hôm nay là nhà mình là núi một mâm này là có cả lợn Lạng Sơn và vịt lội suối ở quê hương mình. Bố lên nào. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Bố tự nhiên này.
Này, cho cua cái này này. Cua à, ơi, cho cháu một lần. Quay à? Nha. Cua nha. Gặp lá chai bay đó. Dạ quay tự nhiên lớn. Cua. Em có chén rượu đây. Một tay một múc rượu đây. Vào mời bố mẹ, cháu mời chú. Vâng. Chị vui chưa ạ? Không, 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 chị không làm nhiều, chị đâu. Ừ. À, chị nhớ mất nhưng mà tên. Còn nhớ mặt nhưng mà lại tên. Chào tất cả mọi người nhá. Đây, mời anh em nhá. Anh em bây giờ đi nhiều nơi. Bọn này đi về đâu đấy? Thời gian thì sắm gạo đi. Em chỉ bốt, anh bơi, em bơi. Ở đây yên tâm được, các bạn không mua các cờ đâu, cao này. Từ đây ra không đến cây đâu. Xuống đây.